Thường thì ở Việt Nam nếu mà thấy ai chạy Honda SH, xài iPhone X hay đi xe BMW, Mercedes thì bạn nói người đó giàu. Nhưng ở bên Úc thì cái đó là bình thường. Vậy thì dựa vào đâu để các bạn nói người ta giàu? Cũng phải có một cái chuẩn gì đó để dựa vào đúng không? Chỉ có thời công xã nguyên thủy là không phân biệt giàu nghèo thôi. Khi mà loài người còn sống thành bầy đàn, đàn ông ra ngoài săn bắn, đàn bà thì ở nhà hái lượm, có được ăn một cái là cả bầy bu vui chia. Hôm nay ăn hết, mai lại đi săn tiếp. Đến khi tổ chức này phát triển, kỹ thuật, kiến thức được hình thành, loài người bắt đầu tạo ra được thặng dư xã hội, rồi sở hữu tư sản. Từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp. Vậy thì giàu nghèo là trạng thái mà các bạn dựa vào một cái quy chuẩn nào đó để khoanh vùng rồi gọi tên, thường là dựa vào giá trị tài sản của cá nhân hay tập thể đang sở hữu. Còn chuyện phân biệt mà các bạn đang liên tưởng tới có thể là phân biệt đối xử thì không nên. Về cơ bản thì người giàu chắc chắn phải sở hữu nhiều tài sản có giá trị hơn người nghèo rồi. Hiển nhiên người giàu có nhiều loại, có những loại gian lận, mánh khóe, giàu nhanh thì mình tạm không bàn tới. Một người giàu theo quan điểm truyền thống là một người làm việc chăm chỉ hơn những người khác nên tạo ra được thặng dư tài sản tại cấp số cộng. Nếu họ vừa làm việc chăm chỉ lại vừa lao động thông minh sáng tạo thì tốc độ tạo ra được thặng dư tài sản sẽ tăng theo cấp số nhân. Lại còn gặp thời nữa thì tốc độ sẽ tăng theo cấp lũy thừa. Ở chiều ngược lại thì người nghèo là do lười lao động nên tài sản không có dư. Một số đã lười lại còn thiếu suy nghĩ, vướng về tệ nạn xã hội, cho nên tốc độ nợ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lại gặp xui nữa thì thôi nát lắm rồi. Theo luật nhân quả thì những thứ mà chúng ta sở hữu hiện nay thường là hậu quả hoặc thành quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nó hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Giàu nghèo là do chính chúng ta tạo ra. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng một xã hội lý tưởng là một xã hội bình đẳng, khi mà mọi người làm việc theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Lớn rồi tôi mới nhận ra đó là một lý tưởng tốt nhưng không bình thường. Bởi vì mỗi người đều có năng lực và nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Chẳng bao giờ năng lực và nhu cầu phát triển đồng bộ với nhau cả. Đôi khi chúng còn chéo ngoe nữa kìa. Loài người từng có một xã hội như vậy, đó là thời công xã nguyên thủy, khi mà dân số còn ít và chưa có thặng dư xã hội. Chúng ta đang phát triển lên mà. Tôi thấy có những trường hợp thế này. Một số phụ huynh có năng lực rất giỏi, họ tạo ra rất nhiều tiền nhưng lại chi không nhiều vì nhu cầu họ không cao. Họ tích lũy tài sản để dành cho con cháu, trong khi đó con của họ năng lực thì kém cỏi nhưng do số hưởng sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên mặc sức ăn chơi bởi vì nhu cầu lúc nào cũng cao. Như vậy mọi người đều làm việc theo năng lực nhưng hưởng theo nhu cầu có còn đúng nữa không? Những trường hợp như vậy rất nhiều và nó góp phần tạo ra bất công xã hội. Bạn có chấp nhận một xã hội bình đẳng nhưng bất công? Thực tế thì xã hội nào cũng tồn tại giàu nghèo, cho dù người ta làm đủ mọi cách để làm giảm cái khoảng cách này. Nhưng hãy nghĩ đến mặt tích cực của nó. Giàu nghèo là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Giống như là bạn bị điểm kém thì biết tại sao mình bị điểm kém rồi tự phấn đấu. Tôi khuyến khích các bạn nên phân biệt giàu nghèo. Ở đây là tự vấn bản thân, chứ không phải so sánh hoàn cảnh mình rồi chê bai người khác. Không ai muốn mình nghèo cả, ai cũng muốn mình giàu. Nhưng để giàu có thật sự không đơn giản. Như tôi đã phân tích ở trên, bạn phải có năng lực. Năng lực là món quà trời cho. Có người có, người không, người nhiều, người ít. Đã vậy nó còn thay đổi theo từng giai đoạn tuổi tác, từng hoàn cảnh. Tôi sẽ chỉ cho bạn một mèo nhỏ để ít nhất bạn có thể tự vấn được bản thân rằng mình lúc nào cũng giàu. Công thức của tôi là bạn cần nuôi dưỡng và điều tiết hai vế năng lực và nhu cầu. Bạn sẽ giàu khi năng lực của bạn cao hơn nhu cầu và ngược lại. Tức là nếu năng lực của bạn có hạn thì chỉ đơn giản là giảm nhu cầu của mình đi. Đôi khi giảm nhu cầu là một việc làm rất khó. Đối với nhiều người thì việc giảm nhu cầu là một cực hình. Cho nên nếu bạn không muốn giảm nhu cầu của mình đi thì chịu khó nâng cao năng lực của mình. Nếu trong tiềm thức của bạn lúc nào cũng giàu, hãy nuôi dưỡng tiềm thức đó lớn dần lên. Một ngày nào đó bạn sẽ giàu thật sự. Đây là phương pháp mà tôi đã đúc kết được khi tự lực cánh sinh ở Úc đấy. Đơn giản thì vậy thôi, bạn phải tự cân bằng. Không ai giúp được bạn ngoại trừ bạn. Hôm nay mình có cái ghế mới nè. Cũng được đó chứ hả? Ở đây nó rộng rãi, thoải mái hơn. Cũng chả phải là cái studio gì đâu. Đây là một cái gara trong nhà mình ở Melbourne thôi. Rồi mình đầu tư thêm một số những cái thiết bị như là máy quay nè. Đó, rồi mic, ánh sáng. Mấy cái này mình tự mò thôi chứ chả ai chỉ gì đâu. Để hy vọng là chất lượng của các clip tiếp theo nó sẽ tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha.